Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn, thân chào cả nhà luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm rừng Hồng Quân sống khỏe nha. Này, cụm sống khỏe luôn. Hồng Quân này, cái lộc non nhìn rất là mê luôn nha. Nhìn cái lộc nó hồng 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 rất là đẹp. Trái ăn rất là ngon nha. Rồi cây này có mã số là 34, tổng hoành là 94, cây cao là 85 nha. Bầu đất hiện tại là 57 nhân cho 35. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 1,5 triệu bao ship nha. 1,5 triệu bao ship. 1.500k bao ship nha. Cây này chung cốt luôn. Lộc rất là đẹp. Nhìn vàng lộc của nó nè, đúng không? Hồng Quân nha. Một triệu rưỡi bao ship cụm rừng Hồng Quân sống khỏe, nhà mình xem tham khảo nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Mã số 34 là một cụm rừng Hồng Quân nha, 1,5 triệu bao ship. Cụm này đã sống khỏe rồi. Rồi nhà vườn xin qua cụm này luôn.